vụ tranh chấp tài sản giữa Hồng Loan và em ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có biến mới. Diệu Nhi nói gì khi có chồng vẫn tham gia show hẹn hò? Negip phản hồi khi bị so sánh với Hiếu thứ hai. BB Trần đánh đổi 2 tháng để có 20 giây trên sân khấu anh trai vượt ngàn chông gai. Hé lộ hôn lễ riêng tư của Đặng Văn Lâm và bạn gái Hot Girl. Tin tức nước ngoài nổi bật, Son Jae-jin hiếm hoi khen Hyun Bin. Hyun Na thông báo kết hôn. Xin chào, lại là Ngọc Cúc đây. Ngay bây giờ mời mọi người vào từng nội dung chi tiết có trong giải trí iBiz hôm nay. Vụ tranh chấp tài sản giữa Hồng Loan và em ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có biến. Giữa lúc dân tình chưa thôi xôn xao về ồn ào quay lưng của Hồng Loan Vũ Luân thì họ lại phải bàn tán về vụ tranh chấp tài sản giữa Hồng Loan và nghệ sĩ Hồng Nhung. Một người được cho là con ruột và một người là em ruột của ông Hoàng Cải Lương đình đám một thời. Theo đó, Tòa án Nhân dân TP.HCM hôm nay mở phiên hòa giải đối với vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản và đòi nhà cho ở nhờ liên quan đến việc tranh chấp di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Phía bị đơn Hồng Loan trình bày đã cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ, chứng minh bà là con hợp pháp và hàng thừa kế thứ nhất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bà đề nghị tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn. Đồng thời, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng đề nghị tòa chấp nhận phản tố của bà về việc yêu cầu bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận sau đó đã trình bày các thủ tục, quy trình cấp giấy tờ về nhân thân cho bà Hồng Loan đều hợp lệ và cung cấp đầy đủ hồ sơ. Văn phòng công chứng cũng cho biết đã làm các thủ tục công chứng đúng quy định. Hiện sự việc vẫn chưa đi đến hồi kết. Diệu Nhi nói gì khi có chồng vẫn tham gia show hẹn hò? Như đã nhã hàng trước đó, vào tối ngày 6 tháng 7, chương trình hẹn hò thực tế Đảo Thiên Đường đã chính thức diễn ra và Diệu Nhi có mặt trong tập 1 chương trình Đảo Thiên Đường với tư cách là thành viên của ban bình luận. Cô nàng ngay lập tức thu hút sự chú ý từ phía đông đảo khán giả theo dõi chương trình khi vừa mở đầu đã khoe bản thân đã kết hôn, có chồng là cực phẩm. Chính chủ còn giải thích rõ hơn khi khán giả cho rằng cô đang flex chồng rằng sợ người ta tưởng mình mê trai trong chương trình nên phải đính chính từ tập 1 chứ. Sau màn khoe chồng đầy ấn tượng, Diệu Nhi đã bộc lộ sự tinh tế, khéo léo và cởi mở trong quá trình theo dõi, bình luận về dàn nam thanh nữ tú tham gia chương trình Đảo Thiên Đường. Đa số khán giả đều để lại bình luận tích cực với nữ diễn viên trong vai trò này. Còn bạn, bạn thấy sao? Hãy bày tỏ quan điểm, cảm nhận của mình để iBiz được biết với nhé! Negip nói gì khi bị so sánh với Hiếu thứ hai? Sau hành trình rực rỡ, Negip đã gây chú ý khi là một trong 30 nhân tố ở Anh Trai Say Hi với cá tính hề hước, hay quăng miếng, không khó để mầm non giải trí 2K1 chiếm spotlight. Cũng từ chương trình này mà cái tên Negip được tìm kiếm nhiều hơn. Đáng nói thì Hiếu thứ hai cũng góp mặt trong game show này vì cả hai có nhiều điểm chung như cùng tham gia game show thực tế và cũng theo đuổi con đường là rapper nên đã có những so sánh xảy ra. Về điều này, Negip thẳng thắn lên tiếng chia sẻ quan điểm rằng tôi thấy điều này cũng bình thường vì trong Good Nang, Hiếu thứ hai là người đầu tiên đi game show nên các thành viên còn lại khó tránh việc cùng nhảy lên bàn cân. Tôi chấp nhận sự so sánh này. Nhưng mỗi cá nhân có tính cách khác nhau, tôi nghĩ một chương trình truyền hình thực tế là phải thấy được nghệ sĩ sống thật và tôi cũng đã làm được điều đó. Mà đã về tính cách thì có người thương rồi, cả người không thương, chứ thập toàn thập mỹ tôi nghĩ không có đâu. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ này của chàng rapper Genji? BB Trần đánh đổi 2 tháng để có 20 giây trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tập 2 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã lên sóng với những tiết mục vô cùng ấn tượng. Trong số các nhân tố được xem là ẩn số của chương trình thì tiết mục của BB Trần đã khiến khán giả đứng ngồi không yên. Phần thi đã giúp BB vượt qua những cái tên sững sờ như Trọng Hiếu, Nicole, Thanh Duy và ST Sơn Thạch để giành được số điểm cao nhất nhóm. Sở hữu lợi thế ngoại hình, BB Trần cũng gây ấn tượng khi chọn hình tượng Macaron để biểu diễn. Điểm nhấn trong tiết mục là đoạn kéo violin gần 20 giây của BB Trần ở cuối ca khúc. Vì phần trình diễn quá mượt mà, nhiều khán giả không tin BB Trần chơi đàn thật. Ngay sau khi chương trình lên sóng, BB Trần nhanh chóng đăng loạt clip hậu trường tập luyện chơi violin của mình. Chia sẻ về việc này, nam diễn viên tâm sự đã mất 2 tháng để tập luyện cho phần kéo đàn violin chỉ hơn chục giây trên sân khấu. Dù chưa thể trình diễn như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng tôi rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ của khán giả sau tiết mục. Bạn nghĩ sao về màn trình diễn này của BB Trần?
hôn lễ riêng tư của Đặng Văn Lâm và bạn gái Hot Girl. Vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, nam thủ môn Đặng Văn Lâm đã tổ chức đám cưới với bạn gái Yến Xuân tại Nha Trang. Sự kiện được diễn ra riêng tư và mọi thông tin về đám cưới đều được giữ kín. Hiếm hoi lắm, những hình ảnh trong hôn lễ mới được lan truyền trên không gian mạng. Có thể thấy thì cô dâu Yến Xuân xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy trắng tinh khôi, còn chú rể Đặng Văn Lâm bảnh bao trong bộ vest lịch lãm. Khi đứng chung khung hình, ai nấy đều nhận xét cả hai đẹp đôi. Trong khung cảnh view biển lãng mạn thì chú rể Văn Lâm trao cho cô dâu Yến Xuân nụ hôn ngọt ngào, cả hai cũng nói lời thề nguyện cùng nhau. Khi được MC hỏi, Lâm có muốn cùng Xuân chia sẻ niềm vui, ước mơ trong cuộc sống, em có hứa yêu và tôn trọng Xuân suốt cuộc đời này không? Đặng Văn Lâm dõng dạc trả lời, em hứa. Còn về phía cô dâu, khi được hỏi câu hỏi tương tự, và Xuân, em có muốn lấy Lâm làm chồng và là người bạn đời tốt nhất cùng em chia sẻ những niềm vui? Lúc này Yến Xuân tỏ bày, em đồng ý. Như vậy có thể thấy cặp đôi có một hôn lễ đầy ngọt ngào trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Son Jae-jin hiếm hoi khen Hyun Bin. Xuất hiện tại buổi họp báo trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế Bucheon Bifan 2024 Hàn Quốc mới đây, Son Jae-jin đã bất ngờ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với nam tài tử Hyun Bin. Có thể thấy đây là lần hiếm hoi sao nữ xuất hiện trước công chúng và có những chia sẻ về hôn nhân của mình. Theo Son Jae-jin, trước khi kết hôn và sinh con, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh công việc. Nữ diễn viên coi công việc là tất cả và không ngừng cố gắng. Tuy nhiên khi bước vào cuộc sống hôn nhân và có con, mọi thứ với nữ chính hạ cánh nơi Anh đổi khác hoàn toàn. Hôn nhân và sinh con là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Trải qua gần 2 năm nuôi dạy con, tôi nhận ra hạnh phúc thực sự nằm ở việc trân trọng mỗi điều nhỏ nhặt hàng ngày. Niềm vui đơn giản của tôi là thấy con ăn hết bữa ăn mỗi ngày một cách ngon lành. Có vẻ như quan điểm sống của tôi cũng đã thay đổi ít nhiều. Dù việc chăm con là một công việc vất vả, nhưng nó cũng mang lại cho tôi niềm hạnh phúc. Tôi đang có cuộc sống màu hồng rất hạnh phúc. Còn với ông xã, Son Jae-jin cho biết lý do muốn kết hôn với Hyun Bin vì anh ấy là người ngay thẳng, điềm đạm, lý trí và là một người đáng tin cậy. Thậm chí mỹ nhân còn không ngần ngại khen chồng mình đẹp trai. Và khi được hỏi về tương lai, Son Jae-jin cho biết, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ trong tương lai, nhưng tôi không muốn quá khắt khe với bản thân như trước đây. Bạn nghĩ sao về những chia sẻ này của Son Jae-jin? Hui Na thông báo kết hôn. Một tin tức nóng ở làng giải trí xứ Hàn hôm nay chính là thông tin về lễ cưới của Hui Na và Jong Jun Hyun. Theo một nguồn tin nói với kênh truyền hình TVN rằng, họ đã làm bạn từ lâu và hiểu rất rõ khó khăn của cuộc sống trong ngành giải trí. Niềm tin của họ rất mạnh mẽ nhờ cả hai luôn sống thoải mái, đồng cảm với nhau. Sau khi trở thành một đôi, họ quyết định kết hôn vì tin tưởng vào tình yêu của mình. Thời gian đám cưới là vào ngày 11 tháng 10. Thông tin này khiến người hâm mộ bất ngờ vì Hyun Na và Jong Jun Hyun mới công khai hẹn hò được 7 tháng. Trước đó thì Guchen News đưa tin Hyun Na, cựu thành viên nhóm nhạc Beast, sau này là highlight hẹn hò. Cả hai đăng lên trang cá nhân tấm ảnh nắm tay nhau được chụp từ phía sau. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm, xin hãy đón nhận chúng tôi một cách tốt đẹp. Hyun Na sinh năm 1992, sao nữ ra mắt với tư cách là thành viên của Wonder Girl vào năm 2007. Sau đó thì nữ ca sĩ rời nhóm và gia nhập 4MINUTE. Cô còn hoạt động trong nhóm nhỏ Triple Marker, Triple H, đồng thời phát triển sự nghiệp solo. Còn Jong Jun Hyun sinh năm 1989 ra mắt trong nhóm nhạc Beast. Năm 2019, Jong Jun Hyun rời nhóm Highlight sau một scandal. Bạn nghĩ sao về thông tin cặp đôi này kết hôn? Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại giải trí IBIS hôm nay. Ngọc Cúc xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.